ơi. Tao là Trần Văn Né. Ơi, quá hay. Listen ga nha. Tập lăng nha. Lăng đi. Có skin mới không? Ôi, cái gì đây? Ôi, sao có cái skin này đẹp vậy? Cái gì má? Ổn không gì ba? Tao vào từ đầu stream tới giờ mới được chào. Gì đấy? Trời ơi, bạn Trung Ly của tôi à. Ở lát đi ngóc không Trung Ly? Lát stream xong đi ngóc. Bây giờ 10 giờ đúng không? Hôm nay stream xương xương ở chừng 1 kém đi. Ở chừng 1 giờ bạn chạy qua là đẹp. Chạy qua tới quán ngóc là tôi tắt stream, tôi chạy ra ngồi các bạn, hai em mình ngồi. Nhưng nha, nhắm mà uống được bia mà tính bằng két mới ra nha, không thì nhà đi. Ra biết uống bia thiệt, ra ngồi nhậu với lại mấy thằng biết uống bia bực mình lắm. Mình kiểu mình đô bất tử anh em. Đi nhậu từ nhỏ tới lớn chưa biết say bao giờ. Comeback làm tí Naraka đi anh bảy. Cái nói. Cái gì vậy ba? Có ổn không vậy? Naraka thì người chơi chung. Ra thì mết á, mết chơi game nào mết chơi cũng được đó. Nhưng mà mết ghét cái tình trạng mà kiếm người chơi chung không có, mết ghét lắm. Mà thường thì mết bị rơi vào cái tình trạng đó trong vòng mà khoảng chừng tuần thôi là mết nghỉ à. Game gì cũng vậy á. Giống như giờ mết chơi liên minh đâu cần ai chơi chung đâu. Cứ vô tối nào cũng vô, xong rồi tìm trận solo, vô gặp mấy thằng cao thủ rồi hành tụi nó như con. Rồi sau đó ở stream đi ăn, rồi kiếm gì ăn, xong rồi ngủ, nó khỏe. Có thời gian tới đang định chơi Valorant. Tại vì định chơi CSGO nhưng mà CSGO nó rườm rà quá, định chơi Valorant. Thấy Valorant chơi cái cách vào game chơi nó đơn giản hơn. CSGO chủ yếu là bắn face gì đó, Valorant thì chơi bằng client. Nhưng mà thấy Valorant bây giờ phổ biến phết. Ổn gì ba? Valorant chơi với anh em vui vẻ được, chứ CSGO toxic với hack nhiều lắm anh ơi. Kiểu phải try hard. Trời, mày làm tao mất xe luôn. Trời ơi, bên hông con trai này là toàn là cạm bẫy không à. Nó bày binh bố trận. Thôi. Game nào thì nó cũng tô xích thôi. Game nào mà chả tô xích, tới liên minh thì nó không tô xích à. Yeah. Ôi, Lee Sin. Ôi, Lee Sin cũng sao rồi. Game bị gà. Trời. Chạy trước đi. Chạy. Thôi ai làm gì làm, tôi lượm mạng em ơi. Đau. Ủa cái gì với ông nội? Ổn không gì ba? Chứ game kỳ vậy? Ôi coi kìa, cái con chó không? Cái con chó không? Ê Lee Sin, sao lại quỳ bên đây? Anh em tôi đánh nát cho ta. Bơ cơ lơ. Anh dính suối. It does you. Đúp. Ấm. Ừ. Yeah. Thôi về đi. Thank you.
chó này cay thế nhờ. Giọt nước mắt lãng vãng thấm mượt trên môi, vì trong lòng anh chỉ có ghiền một mình em thôi. Không thì xóa hết nỗi buồn, thì xóa hết nỗi nhớ, làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa. Làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa. Ước phụ của Hoàng Chín Suối. Về đi xin ơi, ta mày sao chấp ba được. Con chó tròn. Ủa cái gì vậy má? Gì vậy ba? Ổn gì ba? Có đâu nhiều hàng dính suối vậy? Em đụng luôn ha. Tao 41 mà tao mới có một món à. Con ai chóc nó đã hai món rồi. Kim nhái. Ồ chuyện gì ba? Ồ nám từ miếng nám xuống bót. Con chó này hay Garen hay bích hay. Quá hay. Ơi 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 quá hay. Giết luôn. Ôi nó mọc cánh lên rồi kìa, nó mọc cánh rồi kìa. Vô. Giết mấy thằng này nè. Ôi khỏe, khỏe luôn. Vin ơi. Cam cần anh Vin ơi. Con nào mới là con thật vậy? Ôi mình anh nói sống xa từ đây. Garen hay. Bích hay. Garen này. Tôi quăng nó từ giờ tới hết trời. Ôi mấy anh tưởng mấy anh khỏe lắm. Mình khỏe hộ. Ôi bà đang phải máy số đầu ngày sau 1000 tiền xuống. Bà đó nếu mà thật sự nếu mà cái tiền đó mà tôi muốn được nhường nó nhường cho con Vin. Chứ giờ mình tôi mạnh quá tôi cũng đâu làm gì được đâu, lẹp lăng mà. Không có chưởng hết được. Nào. Thôi thôi thôi. Nó ăn lâu mà, ngay sao đang đứng ở ngoài này mà. Rồi sao đi vô đi má. Đây. Ủa hai thằng này. Mấy Lin còn đứng farm nữa. Ủa kìa. Ủa nó còn chạy ra mít nó đứng nó farm lính nữa. Biết không sợ súng. Ơ cái gì vậy? Bye, have a great time. Ôi, Lysin, Gam có cần anh không đấy? SOS. Chị ba. Đó, em muốn Lysin à. Gam cần anh rồi đấy. Ha ha.
Không cho. Nếu Trung Ly và Nguyên thì game đã khác. Rồi, không còn đồ giết bố mày nữa. Rồi con này mới là con thật nè.